Ngày 30 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi để lập biên bản vi phạm hành chính với 8 lỗi, tổng số tiền đề xuất xử phạt là 90 triệu đồng. Trong đó có 2 hành vi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ 1 đến 3 tháng. Các hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi đó là không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch không thực hiện đúng quy định về đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông nhưng lại không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định. Có lập nhưng không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch phương tiện theo quy định. Có lập nhưng không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch hành nghề của lái xe theo quy định. Cùng với đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng xe kinh doanh vận tải khách du lịch có hợp đồng vận chuyển danh sách hành khách nhưng không bảo đảm yêu cầu theo quy định. Sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển danh sách hành khách kèm theo. Công ty có tổ chức khám sức khỏe cho lái xe nhưng không đầy đủ các nội dung theo quy định. Chiều 30 tháng 10, Trung tá Trương Hoàng Anh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt tài xế lái ô tô tông hai mẹ con rời khỏi hiện trường vào tối 14 tháng 10. Mức phạt được tổng hợp từ các hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn phạt 17 triệu đồng, điều khiển xe thiếu quan sát phạt 11 triệu đồng và vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện 7 triệu đồng. Trước đó, lúc 18:30 ngày 14 tháng 10, tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ chạy trên đường Trần Phú. Khi đến gần ngã tư Trần Phú, Lý Thường Kiệt, thành phố Tam Kỳ, xe ô tô tông thẳng xe máy và xe đạp đang đi phía trước, sát lề bên phải đường Trần Phú. Cú va chạm khiến xe máy và xe đạp văng xa, hai người trên xe ngã xuống đường, bị thương nhẹ. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển ô tô chạy khỏi hiện trường. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Tam Kỳ vào cuộc xác định tài xế là TDN, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ngày 30 tháng 10, Công an tỉnh Bình Định cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ xô xát sử dụng hung khí trong một gia đình tại xã Nhân An, thị xã An Nhơn khiến 3 người thương vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 9:30 sáng cùng ngày tại thôn Háo Đức, xã Nhân An. Đối tượng Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, bất ngờ dùng dao chém vào cha, mẹ ruột và anh ruột của mình. Hậu quả người cha tử vong tại chỗ, anh trai được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã An Nhơn nhưng cũng tử vong do bị nhiều vết chém, chấn thương nặng. Người mẹ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu. Sau vụ việc, lực lượng công an đã đến hiện trường tạm giữ đối tượng Cường. Theo người dân địa phương, đối tượng Cường có biểu hiện bị bệnh tâm thần nên tâm lý thường bất ổn. Ngày 30 tháng 10, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra xác minh ông LDK, 30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, là người khuyết tật, bị cướp giật 200 tờ vé số. Qua xác minh, sự việc ông K bị cướp giật vé số xảy ra ở đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh vào tối 28 tháng 10. Khi đó, một người đàn ông đi xe máy, mặc áo xe công nghệ, chạy lại gần ông K rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, ông K khóc và ra hiệu cho mọi người biết là mình bị cướp giật mất 200 tờ vé số. Vì biết ông K bị kẻ gian cướp giật vé số nên người dân góp tiền cho ông. Trong đó có người đã ghi một tấm bảng để ông K nhờ sự giúp đỡ của người đi đường. Công an huyện Bình Chánh cho biết ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị có mặt tại hiện trường để lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh nhà dân để truy xét làm rõ vụ việc. Ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ, giám đốc công ty đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng, chuyên sản xuất chip, có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền 5,1 tỷ đồng để thực hiện dự án 1. Sau đó, Phan Minh Tân, cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên thẩm định thông qua cho công ty được hỗ trợ 4,9 tỷ đồng, thời hạn 18 tháng, tiến độ cấp kinh phí chia thành 3 đợt. Dù công ty Huy Hoàng thực hiện chậm hơn kế hoạch, nhưng Phan Minh Tân và đồng phạm đề xuất duyệt cấp thêm kinh phí đợt 2 là 700 triệu đồng. Sau khi nhận kinh phí đợt 2, công ty Huy Hoàng không hoàn thành dự án, cũng không hoàn trả kinh phí lại quỹ, đã khiến cho dự án bị thiệt hại hơn 3,1 tỷ đồng.
Tháng 9 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ tiếp tục có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị vay 10 tỷ đồng thực hiện dự án 2. Sau các bước thẩm định xét duyệt, đầu năm 2010, Phan Minh Tân ký văn bản kết luận dự án đặt yêu cầu, đồng ý cho vay dù có nhiều ý kiến phản đối. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyễn Trọng Vũ xuất cảnh đi nước ngoài ngày 13 tháng 5 năm 2011. Quá trình điều tra, Phan Minh Tân khai biết công ty Huy Hoàng không đủ năng lực tài chính nhưng vẫn đồng ý phê duyệt cho vay. Điều tra thể hiện tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, thiệt hại dự án 19,5 tỷ đồng, cả gốc lẫn lãi. Tổng thiệt hại hai dự án là hơn 22,6 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Long An cho biết vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Long An do tham gia đánh bạc. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đội trưởng, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 3 và một kiểm soát viên phòng tổ chức hành chính. Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với một người nguyên là kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 3, nay là kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 2. Ngày 30 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở xâm thực bờ biển tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Theo đó, khu vực sạt lở xâm thực nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri với tổng chiều dài khoảng 4,7 km, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 115 hộ dân và 15 căn nhà ở, trong đó sập hoàn toàn 4 căn, phải di dời đến nơi an toàn 11 căn. Hư hỏng hoàn toàn 100m đường bê tông, sạt lở hoàn toàn 650m bờ bao, diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 535 ha, trong đó riêng đất rừng phòng hộ ven biển từ năm 2004 đến nay mất 16 ha và thiệt hại hoàn toàn 45 ha hoa màu của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở, thực hiện việc sơ tán khẩn cấp người tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm.